Xin chào tất cả các anh chị em nhà mình. Vâng ạ, các anh chị em nhà mình thấy thì đằng sau em thấy đây đó là quang cảnh xưởng, và bên cạnh đây thì đó là những cái phôi gỗ tròn mà vẫn còn nguyên bản. Thì anh chị em nhà mình thấy là với những cái dòng hương đỏ bên em đưa ra thị trường rất là nhiều sản phẩm như là lục bình chúc phúc, thì ngày hôm nay là em sẽ chia sẻ cho các bác nhà mình về dòng hương đỏ cũng như là những sản phẩm lục bình bên em mới hoàn thiện xong. Thì các bác nhà mình biết thì với dòng hương đỏ thì cái phần giáp gỗ của nó rất là dày. Với những anh chị em là nhà mình làm thợ thì cũng khá là rõ về cái dòng gỗ này. Và nhiều bác có thắc mắc là với những cái dòng này thì giáp có dùng được hay không, thì ở đây anh chị em nhà mình có thể thấy là với những cái phần giáp này thì bên em phải loại bỏ hết, vì đây đều là những cái phần giáp mục các bác nhà mình nhá. Và để hoàn thiện lên được một cặp lục bình hay là một tác phẩm chúc phúc thì phải đều là dùng hàng thịt, thì khi mà làm lên thì cái tác phẩm nó mới đẹp và nó được bền bỉ theo thời gian. Và đây anh chị em nhà mình thấy là với những phần giáp này là sẽ bỏ hoàn toàn, và để làm ra được một cặp lục bình thì cũng phải trải qua rất là nhiều công đoạn. Thì bây giờ em sẽ tiến máy gần hơn để các bác nhà mình có thể là thưởng lãm được những cặp lục bình mà bên em đang trong quá trình tẩy. Thì đây anh chị em nhà mình có thể thấy đây, đây là những cặp lục bình mà hương đỏ mà bên em mới tẩy xong. Đây là anh chị em nhà mình có thể ngắm được rõ từ những cái đường vân, và hàng là nguyên bản các bác nhà mình nhá, nguyên mộc luôn ạ. Thì anh chị em nhà mình thấy là để làm ra được cặp lục bình này thì em cũng có làm những cái video rồi đấy ạ. Thì phải trải qua rất là nhiều công đoạn thì mới tạo ra được một cái tác sản phẩm như này. Thì cái công đoạn quan trọng nhất đó là công đoạn lựa phôi và bỏ hết những phần giác đi, và hơn nữa là tạo dáng cho lục bình. Thì với những lục bình này thì đều có những cái kích thước tiêu chuẩn và làm đều theo vào số phong thủy, số đỏ các bác nhà mình nhá. Thì hiện tại ở đây thì em đang có 3 cặp to anh chị em nhà mình nhá. 3 cặp to thì sẽ có chiều cao là 1m7 ạ, 1m7, và 2 cặp 1m7 và 1 cặp 1m8, và hàng là em đang trong quá trình tẩy gỗ nên là anh chị em nhà mình thấy là cái màu gỗ nó rất là sáng và trắng. Và cũng rất là nhiều anh chị em nhìn băn khoăn là tại sao lại phải tẩy gỗ hút mủ. Thì với cái dòng hương đỏ này, nó là một dòng gỗ tự nhiên, nó rất là nhiều nhựa và mủ. Và tẩy gỗ đi thì khi mà quá trình sơn BU thì các anh mình chơi lên những cái sản phẩm này nó sẽ sáng màu và nó sẽ được bền màu hơn. Còn nếu mà không tẩy thì sau một thời gian chơi sơn lên thì nó sẽ rất là dễ xuống màu, thì cái tác phẩm nó sẽ được tối màu hơn và nó sẽ không nổi được lên những cái đường vân. Thì đây các anh chị em nhìn thấy là khi mà tẩy lên thì những cái đường vân đã nổi lên rất là đẹp, và đây nó đang bắt đầu khô các anh chị nhá. Còn đây những cái phần ướt này, những phần ướt này thì bên em mới tưới nước thì anh chị em nhìn thấy là những cái đường vân rất là nổi bật. À, hiện ở đây thì em đang có 3 cặp to, đó là 2 cặp 1m7 thì đường kính nó sẽ dao động là từ 48 đến 50. Còn một cặp 1m8 này đây ạ, một cặp 1m8 này thì đường kính nó sẽ là 56 các anh mình nhá. Và với những cặp này thì anh chị em nào nhà mình mà có không gian vừa thì các anh mình kê rất là phù hợp luôn. Kể cả anh chị em nhà mình kê ở không gian phòng khách này, hoặc là các anh mình kê ở không gian phòng thờ thì rất là đẹp các anh mình nhá. Và ngoài những cái cặp này thì ở bên em còn có rất là nhiều kích thước khác nhau để anh chị em nhà mình có thể lựa chọn ạ. Thì nên là anh chị em nào nhà mình mà quan tâm đến sản phẩm lục bình kích thước cao bao nhiêu thì các anh mình cứ inbox cho em Thùy, thì em Thùy sẽ tư vấn chi tiết để các anh mình có thể sở hữu được một cặp lục bình làm sao mà kê phù hợp nhất với không gian nhà mình. Thì em sẽ chia sẻ cũng như báo giá từng cặp để anh chị em mình có thể cân đối trên video này. Thì như cặp của em đang đứng gần em đây thì cao là 1m7 và đường kính là 48. Thì với cặp này thì em gái đang giao lưu giá tại xưởng là 20 triệu các anh mình nhá. Còn đây sang bên cặp này là mã số 2 là 1m7 và đường kính 50. Thì em đang giao lưu giá là 20.500.000 tại xưởng các anh mình ạ. Còn đây bên cặp 1m8 này thì cái giá thành nó cao hơn một chút. Và với những cái sản phẩm lục bình này thì bên em sẽ là đảm bảo cho anh chị em nhà mình là hàng tiện liền khối 100%, không chắp ghép. Và hơn nữa là hàng cùng cây, nên là các anh nhìn thấy là giữa đường vân chất gỗ nó rất là tương đồng nhau để các anh mình kê một tác phẩm đó được đẹp hơn. Thì với cặp 1m8 này thì em gái đang giao lưu giá là 25 triệu tại xưởng các anh mình nhá. Và trong video ngày hôm nay thì em gái cũng đã giới thiệu và chia sẻ các anh mình về dòng gỗ hương đỏ cũng như là báo giá 3 cặp trên video này. Nếu các anh mình quan tâm thì cứ inbox qua số Zalo của em Thùy là 0338 528 529, em Thùy sẽ tư vấn chi tiết cho các bác nhà mình nhé. Và kết thúc video thì xin chào và hẹn gặp lại các bác nhà mình ạ.